Xin chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bạn, cảm ơn các bác đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, với các bác một cái sản phẩm mới, có thể gọi là trà cho nó thân thiện, còn có thể gọi là thảo mộc, hoặc cũng có thể các bác gọi là thuốc, thì chúng tôi xin gọi nó là thảo mộc. Và chúng tôi xin đặt tên cho loài thảo mộc này là thảo mộc giúp giảm mỡ máu, HHT. Cái thảo mộc này thì gồm ít nhất là 3 thành phần chính. 3 thành phần chính. Đây là một thành phần này các bác này. Rồi thành phần thứ hai này. Rồi và một cái lá nữa, nó nằm này. Hơi khác cái lá này một chút. Đây, lá này bé hơn một tí. Rồi, đây các bác nhé. Ba cái loại lá, một loại thân và hai loại lá. Rồi, để kết hợp lên một bài thuốc thì gồm chủ yếu là ba vị này thôi. Còn ra thì có một số loại lá nữa nhỏ nhưng mà chúng tôi không nói đến ở đây. Loại thảo dược này có một cái tác dụng rất là đặc biệt và rất tốt cho sức khỏe, đó là có tác dụng về mỡ máu. Có thể trong cái thành phần máu của mỗi người thì đều có một cái lượng cholesterol hay còn gọi là mỡ máu. Nhưng nếu mà cái chỉ số nó xét nghiệm mà vượt quá cái mức cho phép ấy, chúng tôi sẽ để cái bảng chỉ số xét nghiệm máu lên trên cái video này để các bác xem nhé. Cái lượng cholesterol trong máu ấy là đảm bảo phải nhỏ hơn là 5,2. Còn nếu mà từ 6,2 trở lên thì bắt đầu là gây hại cho cơ thể. Rồi một số các loại khác nữa như là LDL cholesterol này, rồi HDL cholesterol này, rồi triglycerides là những thành phần khác ở trong máu thì đều có các cái chỉ tiêu. Trong đó thì cái chỉ tiêu quan trọng là triglycerides là phải nhỏ hơn 2,2 mol trên lít, hay là 160 mg trên DL. Thì các cái chỉ tiêu đấy thì căn cứ vào xét nghiệm thì chúng ta sẽ biết được là mỡ máu như thế nào. Vậy thì nếu mà mỡ máu nhiều thì có tác hại ra sao? Thì mỡ máu mà quá lượng dư thừa thì sẽ gây ra nhiều bệnh khác, ví dụ như là gan nhiễm mỡ, rồi máu nhiễm mỡ là đương nhiên rồi. Rồi máu nhiễm mỡ, mỡ dư thừa thì sẽ làm tắc các cái đường di chuyển của máu, động mạch và tĩnh mạch. Nếu làm tắc cả tĩnh mạch thì sẽ gây ra phình động mạch và gây ra hỏng van một chiều. Thì các bạn sẽ thấy những người mà có cái búi chân mà bị phình ra đấy, thì đấy chính là cái bệnh phình động mạch do cái huyết hư hay là do cái mỡ trong máu nó làm hỏng cái van một chiều và nó phình cái động mạch, cái tĩnh mạch ấy ra. Còn đối với những người mà mỡ mà đọng ở trong cái động mạch ấy, thì nó sẽ gây cản trở cho cái động mạch giống như là cái dòng nước hoặc cái dòng giao thông mà chúng ta bị tắc lại thì sẽ gây cản trở, sẽ gây phình động mạch, có thể gây vỡ động mạch, rồi gây tai biến mạch máu não, rồi gây huyết áp cao và máu không lưu thông được đến các cái vị trí khác thì sẽ dẫn đến các cái vị trí đó kém hoạt động, kém phát triển. Ví dụ như máu không lên não thì cái việc minh mẫn rồi cái việc trí nhớ của não bị giảm đi, máu không đến các cái khớp xương, khớp tay, khớp chân thì sẽ làm cho thoái hóa khớp, rồi vôi hóa, rồi làm các cái bệnh về xương như là loãng xương. Máu không đến được các cái cơ thì sẽ gây ra teo cơ, rồi máu không vận động được khắp, máu không vận động được khắp cơ thể thì sẽ gây ra toàn bộ cơ thể mình sẽ bị thiếu máu, và máu không lên được tim hoặc là máu không đi ra được khỏi tim thì sẽ gây ra những bệnh về tim rất là đáng tiếc. Vì vậy đối với cái bệnh về mỡ máu lúc đầu thì nhiều người rất là coi là chủ quan và xem thường bệnh này, nhưng bệnh này chính là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh khác. Vì vậy hôm nay chúng tôi làm cái video này và đưa ra một cái sản phẩm thuốc này cho các bác mà mọi người sử dụng, nó chính là cái sản phẩm về thảo dược. Các bác chỉ sắc cái loại nước này uống thay như nước chè hàng ngày thôi. Mỗi ngày các bác dùng một liều lượng đây. Một liều lượng khoảng 30 gram thôi. 30 gram. Đây các bác này. Các bác này nhìn trên tay tôi đây. Đây 30 gram, nó chỉ đơn giản như này thôi.
nên các bác một ngày dùng như thế này. Có nghĩa là sao, nếu mà bốc lên một nắm thì là nó tương đương như thế này đấy, một nắm như thế này, một nắm như này là các bác cho vào 1 lít nước mà đun uống trong một ngày. Thế như vậy thì 1 lít nước thì ra sao? 1 lít nước thì các bác dùng cái cốc này này nhé, các bác dùng cái cốc này đấy. Các bác dùng 4 miệng cốc này là được 1 lít nước, và các bác đổ đầy như thế đun trong thời gian là khoảng 5 phút. 5 phút nhé, hơn 1 nắm này, 5 phút. Đấy, nếu mà trong ngày mà các bác dùng hết 1 lít nước đấy thì các bác lại đổ tiếp vào, các bác đun tiếp. Thế còn 1 nắm này các bác dùng trong 1 ngày thì có thể đun thành 2 lần, và lúc đầu là 1 lít nước, các bác dùng hết thì đổ thêm 1 lít nước nữa vào đun tiếp. Uống trong thời gian khoảng độ tầm 1 tháng. Nếu các bác nào đi chịu khó đi xét nghiệm thì các bác sẽ thấy cái lượng mỡ trong máu của các bác sẽ giảm đi đáng kể. Đây là kết quả hoàn toàn có thật nha các bác nhé. Còn nếu mà các bác là cứ duy trì thường xuyên uống trong vòng 3 tháng thì cái lượng mỡ trong máu của các bác gần như là về đúng với mức 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 chỉ tiêu cơ bản ban đầu. Các bác tin hay không thì đấy là tùy các bác thôi. Còn bác nào tin thì các bác có thể sử dụng cái sản phẩm này của chúng tôi. Sản phẩm này của chúng tôi hoàn toàn không có tác dụng phụ. Đây toàn bộ là cây lá của đồng bào dân tộc, không hề có chất bảo quản. Chúng tôi cũng không lấy sản phẩm này về nhiều. Các bác đặt hàng thì chúng tôi sẽ làm sản phẩm này gửi về cho các bác để không phải bảo quản cái sản phẩm này. Và cũng xin lưu ý với các bác là ngoài cái việc thải cái mỡ máu thì cái sản phẩm này còn có cái tác dụng khác nữa, như là thải cái mỡ dư thừa như mỡ ở bụng, mỡ ở cánh tay, có cái tác dụng làm giảm cái bệnh béo phì. Hơn nữa, điều đặc biệt chính là cái giảm mỡ máu rồi thì còn giảm được cả cái mỡ ở trong gan. Các bác dùng lâu một thời gian thì các bác đi xét nghiệm thì các bác sẽ thấy những tác dụng rất là tích cực của nó. Về cái giới thiệu sản phẩm thì chúng tôi chỉ giới thiệu như vậy. Chúng tôi hiện nay có 2 loại các bác nhé. Một loại là bột, một loại là lá cây. Nếu các bác muốn dùng loại nào là dùng. Loại bột này thì các bác cũng dùng một ngày 30 gram. Vậy thì 30 gram thì tương ứng với khoảng, đây mỗi cái thìa này các bác này, mỗi cái thìa này là tương ứng với 10 gram. Các bác dùng loại bột này thì là dùng 3 cái thìa này, đun đổ 1 lít nước, dùng trong 1 ngày, đun tầm khoảng 1 đến 2 phút thôi. Còn các bác dùng cái lá cây này thì các bác dùng 1 nắm to như thế. Đây, nắm như này, các bác đổ 1 lít nước, dùng trong 1 ngày. Sơ bộ giới thiệu các bác về cái tác dụng của cái lá cây của cái thảo dược này. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932 340 345 đang hiện trên màn hình của các bác đây nhé. Chúng tôi xin cam kết cái sản phẩm này của chúng tôi hoàn toàn từ thiên nhiên và là thảo dược của đồng bào dân tộc, đã được kiểm nghiệm và nhiều người dùng có kết quả rất tốt. Hôm nay xin đăng lên trên kênh video này để các bác, đặc biệt những bác nào mà bị máu nhiễm mỡ này, rồi gan nhiễm mỡ này, rồi bụng nhiều mỡ này, rồi cánh tay nhiều mỡ, thì các bác có thể sử dụng cái sản phẩm này của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nhé.